Viên Đình Hùng. Cái gì Hùng? Viên Đình Viên. Hùng. Viên Đình Hùng, họ Viên. Dạ vâng. Ồ, nghe cũng lạ lạ. Em quê gốc thì ở Thanh Hóa. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm 27 tuổi ạ. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan đó chị. Làm ở đó được mấy năm rồi? Năm 24 đến giờ. Cũng lâu rồi ha. Dạ. Đang ở với ai? Ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở với em trai của em. Hai anh em vào đây. Dạ vâng. Và ba mẹ còn ở ngoài quê. Dạ vâng, ba mẹ ngoài quê. Dạ. Mời em gái. Dạ. À, chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn bên kia ạ. Em tên là Trần Thị Quý, 26 tuổi. Nhưng giấy khai sinh của em là 94 là 25 ạ. Em hiện đang sinh sống tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc ở Bình Dương ạ. Quê mình ở đâu cơ? Quê em ở Quảng Trị. Vào đây lâu chưa? Em vào cũng được 4-5 năm. 4-5 năm. Ở với ai? Đang ở trọ hả? Dạ đúng ạ. Em ở với bạn. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì Quý? Chắc em cũng như mọi người vui vẻ hòa đồng ạ. Tính tự lập cũng được. Làm việc nhà hay gì đó thì nấu ăn cũng. Thì bây giờ ở trọ mà không làm ai làm cho ăn đúng không? Dạ. Bắt buộc vô cái thế. Dạ. Có điểm yếu gì không nè? Điểm yếu chắc em ngủ hơi nhiều. Ngủ nhiều? Thích ngủ. Mình đi làm giờ giấc mình sao? Dạ em thì đi trực ca, theo ca. Ca đêm thì 7:30, tối nay đến 7:30 sáng ngày mai. Vậy hả? Nếu tối nay là em chưa được ngủ đó, giờ em về em mệt không? 7:00 tối đến 7:00 sáng. Dạ đúng ạ. Rồi xong là đi quay luôn. Dạ. Để hẹn hò cũng hơi khó khăn. Dạ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và hòa đồng, vui vẻ chút. Tất cả công việc thì em làm được hết. Còn điểm yếu của em thì nói hơi nhiều, hơi nhát xíu. Nhát mà lại nói hơi nhiều, sao nghe nó ngược ngược từng tuần nhát hay nói ít? Ý là nhát là như rồi bạn đối phương là như bạn gái gì đó. Nhát gái thôi. Dạ đúng rồi. Chứ còn bình thường mấy người mà quen biết công việc là nói nhiều. Dạ đúng rồi, nó hơi hơi nhiều thôi. Hơi hơi nhiều thôi, thế nấu nhiều gì đó. Rồi, về tình trường thì sao Quý? Dạ em quen một mối tình chính thức, còn một mối tình thì được 1-2 tháng gì đấy là không quen. Một mối tình chính thức quen được bao lâu? 5.5 ạ. Chia tay bao lâu rồi em? 6 năm ạ. 6 năm rồi. Hồi đó là đi học đó chị. Nên một người học ở cũng xa, ít ra vô. Cũng còn trẻ quá đúng không? Lúc đó còn sinh viên. Nhưng mà 6 năm nay tại sao không quen ai? Cách đây 5.5 thì cũng có quen những giống như tình bạn, rồi mình chuyển qua yêu, nhưng mà không được anh thôi. Không được. Tại khá giống như mà khi thời gian em không có dành cho bạn nhiều á. Rồi bây giờ có thời gian không? Rủi giờ có tình yêu, có thời gian chưa? Chưa, giờ chưa. Cũng chưa luôn. Sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng mà một ngày làm đêm, một ngày làm ngày hay là sao? Đêm xong rồi nghỉ 2 ngày. Thì 2 ngày đó có thể em đi học. Tại em đang học liên thông á. Có nghĩa là mình cũng có thời gian. Thời gian buổi ngày nhiều hơn buổi tối. Thời gian buổi nào cũng được. Nghĩa là cũng có thời gian rảnh dành cho người yêu mới được chứ. Còn em thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì hồi sinh mới sinh viên thôi. Còn mới đây thì cách đây hơn 1 năm. Kiểu như là cái nhiều cái suy nghĩ nó không có được giống nhau lắm. Em suy nghĩ như thế nào, người ta suy nghĩ như thế nào mà không giống nhau, không giống nhau cái điểm nào mới được để mình nói ra, bây giờ mình chia sẻ để cho đối phương có thể rút kinh nghiệm được với mình những cái mối tình sau. Cái bạn đó thì kiểu là cũng chưa muốn lập gia đình. Thì với lại cũng đang còn ham chơi nhiều. Em thì như là ngày trước thì đỡ, nhưng bây giờ thì cũng lớn xíu. Thì cũng muốn là lập gia đình rồi xây dựng cái tổ ấm của mình thôi. Bây giờ em muốn ví dụ như quen nhau tìm hiểu được thì hợp lý thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Chắc là 6 tháng đến 1 năm. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho kết hôn chưa? Dạ đầy đủ hết rồi. Đầy đủ ghê vậy, đầy đủ mạnh dạng quá vậy. Đầy đủ là gì? Tiền cưới thì chắc là có rồi. Có rồi, vô đây dự định lâu thì mua nhà thì chắc cũng có dự định rồi. Có định hướng rõ ràng, ổn định ha, hợp lý. Rồi, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn đó cũng có tính tự lập đó, thích làm việc nhà. Thích làm việc nhà, cái này để hỏi em có làm việc nhà. Dạ có, em làm thường xuyên, ngày nào ăn uống thì tính em lo tới bật hết. Đúng không? Ta ở hai anh em trai với nhau à. Đương nhiên làm anh phải làm rồi. Lo gì sợ ta làm giỏi hơn cô nữa đó cô. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc, với lại không có thể dục thể thao. Đây bận bịu đi làm quá, có thể dục thể thao gì không? Dạ có chị. Có luôn hả? Giỏi gì? Tuần 2 trận đá banh. Hút thuốc thì em không hút. Có nhậu nhẹt gì không? Dạ, nhậu nhẹt thì có, trôi chút chẳng như là công việc như thế thôi. Ngoại giao được. Dạ. Chứ còn không có lạm dụng bia nhiều. Bạn này là rất là thẳng thắn, hỏi gì là trả lời dứt khoát. Mà tôi có bạn trai mà không biết nhậu là tôi bỏ liền. Buồn lắm.
Tối tối buồn, đi cả ngày công việc áp lực mệt, chiều hai đứa ra ngồi ăn cái gì, con ốc, con đồ không? Làm cái bia đồ vui mà, chị thấy cuộc sống ok, có nghĩa mình đừng có kiểu mà bê tha say xỉn về đánh vợ đánh con thì cái đó không được. Đàn ông giờ thời buổi giờ mà không biết cái gì hết mới nó mệt đó. Nhậu nhậu sương sương như vợ thương ấy. À sương sương như vợ nó thương. Dạ. Rồi, em tìm một mẫu người vợ tương lai như thế nào? Thấp hơn em chút là được. Nhỏ nhỏ người thôi cũng biết quan tâm gia đình. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Thế thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều quá. Phụ nữ ai cũng cằn nhằn hết, chia buồn với nhiều quá thôi. Mở cửa trái tim. Các bạn hãy xem cái cảm nhận đầu tiên của mình hôm nay dành cho đối phương là đúng hay sai nha. Xin mời các bạn. Chào em. À, buổi tối năm nay anh sẽ tặng cho em bó hoa. Xin cảm ơn. Em cũng có món quà tặng. Anh có đọc sách không ạ? Có, mình thi thoảng thôi, anh cảm ơn. Em tặng anh quyển sách này, hy vọng anh đọc nha. Được. Đọc nha, chứ không phải về xong rồi quăng luôn đâu nha. Em hốt buồn buồn, yêu nhau, cái người ta hỏi cuốn sách nó nói gì, cái không nói rồi người ta giận đó. Về cái tựa đề của nó thì là bình thản yêu trong thế giới hỗn loạn. Thì mình nói chung tình yêu thì nó sẽ đến một cái cũng ngẫu nhiên và mình tùy duyên. Yêu trong lúc mà thời thế nó hỗn loạn nghe cơ nha. Bình yên đi nghe cơ nha. Thì em nhìn thấy bạn cũng xinh, dễ thương. Cảm ơn ạ. Thì cũng chắc là cũng cái mẫu người đang tìm. Ốm ốm sương sương phải không? Dạ, sương sương thì vợ nó thương. Sao bên này? Em nói chung cũng cũng hơi đúng gu. Đúng quá, chứ còn hơi gì nữa, thiệt tình luôn, còn mình đặt mất cỡ nữa. Rồi nói đùa thôi bây giờ á. À, chị Tường sẽ dành riêng cho hai bạn một ít thời gian. Nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Mời em Dục. Dạ đúng rồi. Em làm ở Bình Dương hả? Dạ đúng rồi. Em ở Gò Vấp nhưng làm Bình Dương. Anh làm bên quận 2 này này. Còn nhà thì ở thì bên quận 9. Ở quận Đức Bình nhá. Quận 2 qua Gò Vấp hơi xa. Không, chạy Phạm Văn Đồng lên là tới rồi. Em thấy chạy mười mấy cây lận. Nhớ rồi em. Em ăn đi. Cái quan điểm của tình yêu của em như thế nào nhỉ? Em nghĩ thì cần người chia sẻ là nhiều hơn. Vì thứ nhất về công việc là nhiều áp lực hơn. Rồi thời gian cho gia đình cũng có thể là hơi không. Nói chung là không có giống như những bạn hành chính. Anh hiểu, cái công việc đấy anh không hiểu. Thì anh thì cũng là nhận xét là cũng một người là có thể là chia sẻ được. Công việc nhà anh có thể làm được. Cái quan điểm tình yêu anh là phải là chân thành và chia sẻ cho nhau. Cái gì mình chia sẻ nhau thì dễ hiểu hơn. Anh có nóng tính? Không, anh không có nóng tính. Anh ở quê được, giờ hiện tại mình làm trong ngày ổn định đúng không? Ừ, đúng rồi. Ví dụ lập gia đình mình có về quê không? Không, anh thì làm cái này ở đây luôn. Thì dạ. Anh chuyển hộ khẩu trong này rồi. Là ý là mình xác định ở đây? Xác định trong này luôn. Nếu mà hẹn mình tin được với nhau á, thì khoảng bao lâu em mới lập gia đình? Nếu em xác định á, thì khoảng tầm 5 đến 2 năm, 2 năm rồi. À, em bây giờ đang đi học đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đôi khi lấy chồng về thì vẫn đi học bình thường thôi, gì đâu. Thì chồng về chồng nhưng lo. Nhưng mà quan trọng có tạo điều kiện không ấy? Có gì đâu, điều kiện được. Một khi đã xác định rồi thì người ta nói là 9 bữa là 10 mà. Yeah. Đúng không? Thì có điều kiện thì cứ học thôi. Yeah. Em cũng nghĩ vậy. Nói chung vì do hiện tại mình cũng nghĩ là 1-2 năm nữa thì đến lúc đó học cũng sắp xong rồi. Yeah, nên cũng cố gắng. Sao cơm chiên Thái Lan ngon không? Ăn được chị ạ. Được ha. Ăn ngon là một chuyện mà nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Cũng được nhiều rồi chị. Mà hẹn hò sao? Chắc sau chương trình là mình hẹn luôn. À đúng rồi, xong chương trình là mình đi luôn đúng không? Cơ hội ngàn năm có một đúng không? Lấy vợ về có cho vợ đi làm không? Ủa có chứ chị. Mai mốt vợ vẫn đi làm mà vẫn đi đêm vậy đó. Thì công việc của vợ thì phải chịu thôi chứ. Nếu như mà tại vì cái nghề của bệnh viện là cũng thật sự là nghề rất cao quý. Thì làm đêm thì nói chung làm nguyên đêm. Làm nguyên đêm luôn. Bữa nào anh nhớ quá rồi anh đem gối tới bệnh viện ngủ chung luôn được không? Quan trọng qua được là mấy lớp bảo vệ là được ạ. Còn là em thì hôn nhân thôi. Vậy ly cà phê xong chị. Ly cà phê xong chứ gì, dễ vợ mà đúng không? Bồ bịch thì nó sợ có gì ghen tuông tao cho vô chứ vợ tao cho vô. Mỗi bạn sẽ bóc một lá bài ha. Trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Chương trình đưa ra chứ phải chị Tường đưa ra nha. Mình thực hiện những yêu cầu trong này để cho nó vui, để cho các bạn có cơ hội tiếp cận với nhau hoặc là hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Rồi ưu tiên bạn gái trước. Đọc lớn lên. Thử đặt một biệt danh ngọt ngào và đáng yêu cho người đối diện và gọi người ấy thật tình cảm. Em nghĩ là Candy ạ. Là Candy. Là kẹo gì? Ngọt ạ. Kẹo ngọt rồi, nói với anh đi. Candy. Candy sao?
Ở sao chứ? Trời ơi, nhìn ảnh đi, nhìn tôi chi thôi, tôi quay chỗ khác, tôi đi chỗ khác nè. Chào anh Ken đi. Trời ơi, cái đó phải chào, người ta là gọi tình cảm, có nghĩa là hai người đã thương nhau rồi, đã yêu nhau rồi, đúng không? Đặt tên ta biệt danh, bây giờ gọi người ta, ví dụ như anh ơi, vậy đó, thí dụ kiểu vậy đó. Chứ không phải là chào anh gì, nãy giờ chào gì nữa. Làm lại đi. Trời, khó à. Nhìn vô người ta đàng hoàng, nhìn ảnh. Hai anh. Cái gì hai Candy. Candy của em. Trời ơi, Candy của em. Chị bên đây người ta gọi, bên đây cười. Mắc cỡ gì nữa. Rồi tới em. Cười vui. Vui không? Vui. Candy của em, nhớ nha. Mốt của em khác là mệt lắm ạ. Đọc lớn bạn, lên coi. Bạn nam hát, bạn nữ múa minh họ hoặc ngược lại. Thôi để em hát. Em hát. Dạ. Rồi em hát bài gì? Một con vịt đi ha. Trời ơi, rồi ra đây xin mời em ra sân khấu, này là của em. Biết bài một con vịt không? Chắc biết chứ. Rồi đứng hỗ trợ ảnh đi, em đứng hát bên đó, rồi ảnh múa bên này. Một con vịt sẽ là hai cái cánh. Ủa, cái vịt gì kỳ vậy? Cái vịt gì kỳ vậy? Cái vịt gì kỳ vậy? Lại, con vịt gì kỳ vậy? 2, 3. Một con vịt sẽ là hai cái cánh. Nó kêu rạc quạc quạc. Gặp hồ nước nó bị bà bị bao. Lúc lên bờ tay cái cánh cho khô. Tay cái cánh cho khô. Trời ơi, ông làm chán quá à. Tao không bơi rồi, phải bơi rồi. Có được có cái cọc 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 rồi chứ không được gì hết trơn trời á. Rồi bây giờ hỏi hai bạn một lần nữa nè. Bây giờ còn những cái chuyện gì mà mình nãy giờ mình chứ, ví dụ như là ví dụ sau này kết hôn với nhau thì quan điểm của em là kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc là vợ chị ạ. Tại vì nữ thì cái gì chi tiêu hợp lý hơn là nam nhiều. Ừ. Có khi nào vũ phu không? Dạ không, em không thích, có ghét những người đánh phụ nữ. Ví dụ như lúc mà em giận hay là có gì đó bất đồng trong gia đình thì em muốn cách giải quyết như thế nào? Dạ, em nếu mà bất đồng quan điểm hay gì thì em nghĩ là cũng cho thời gian suy nghĩ xong rồi sẽ nói với nhau chứ không có im lặng. Nhưng mà cuối cùng rồi một cái vấn đề đó nó vẫn bất đồng quan điểm thì cuối cùng ai sẽ là người quyết định? Nếu mà tới mức mà khó, tức là khó giải quyết thì cần một người nào đó mà mình tin tưởng trong gia đình. Người đó sẽ là người đứng ra mình giải quyết. Có nghĩa là mình nếu hai đứa không giải quyết được thì mình sẽ tìm một người thứ ba. Yeah. Một cái người nào đó mà có uy tín giữa hai bạn. Yeah. Đúng không? Ví dụ là ba mẹ, anh chị bạn hoặc là cũng có thể bạn bè mà người mà mình có thể tin tưởng được. Yeah. Đó cũng là một cách giải quyết rất hay. Thế em nghĩ trong gia đình thì ai sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng? Em nghĩ chắc là nam quyết định. Lý do tại sao em nghĩ vậy? Tại vì người chồng thì có sự quyết đoán nó vẫn tốt hơn là đấy. Còn nếu như không thì là mình người chồng sẽ là hỏi ý kiến của vợ rồi tham khảo rồi đó sau đó quyết định sau cũng được. Ừ. Nhưng mà tốt nhất là có một cái việc gì đó chẳng như mình hỏi là vợ ơi cái như thế này này kia rồi xong nó mình quyết định. Vậy là hỏi cho có lệ thôi. Có không, ý là tham khảo chẳng như có được có nên hay không á. Ừ. Rồi mà vợ nói không là cũng kệ, vợ vẫn làm. Không thì mình phải suy nghĩ lại chứ. Vì lý do tại sao? Rồi mình mới đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên ý kiến của vợ. Tự nhiên vợ nói cũng như không, mình vẫn quyết định rồi thì hỏi làm gì? Để em nói là tham khảo ý kiến. Tham khảo, nhưng mà nếu vợ nói đúng thì vẫn theo ý kiến dạ, của vợ. Rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi, đó là thời gian tìm hiểu, nói chuyện nãy giờ. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng nhau qua trái tim này ha. Và bây giờ chị cho các bạn 30 giây nữa thôi, hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Rồi cuối cùng mỗi người sẽ nói một câu nữa về đối phương. Bây giờ mình đang nghĩ gì, cảm xúc của mình như thế nào, hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào, trước khi chúng ta quyết định là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi mời hai bạn hãy nhìn nhau đi. Đây là một cái duyên. Anh hy vọng là mình sẽ trao nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu nhau. Nếu như được thì mình là tiến tới xa hơn. Còn không thì làm bạn. Nếu như được mà không có cái bé thứ hai đúng không? Còn nếu như không thì có thì như là... anh hy vọng chắc chắn là sẽ được. Em cũng hy vọng là mình sẽ cố gắng tự tìm hiểu và tạo cơ hội cho nhau nhiều. Để có thể chia sẻ được. Nếu như chúng ta bấm nút là chúng ta đồng ý trở thành bạn trai bạn gái với nhau, tìm hiểu nhau để tiến xa hơn. Còn cái chuyện tiến xa được bao nhiêu là do cái sự vun đắp của hai bạn. Yeah. Nhưng mà khi đã bấm nút là chúng ta quyết định là chúng ta tìm hiểu nhau, chứ không phải đây là cái nút bấm mà để mà làm bạn hay nói chuyện hay uống ly cà phê rồi thôi rồi giải tán, là không phải. Cho nên mình suy nghĩ thật kỹ, lúc này có rất là nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm là mình trao đi cái duyên rồi mất duyên, hiểu không? Nếu mình thích rung động, rõ ràng mình thấy là cái anh này hay là cái cô này đúng là cái mẫu người mình thích nè, có thể có tiềm năng tiến tới xa được thì mình mới bấm nút. Còn nếu mình cảm thấy không, người này không phải cái người tôi mong muốn, thì chúng ta không cần vì lịch sự, không cần vì bất cứ một điều gì hết. Mình chỉ bấm bằng trái tim của mình, bằng lý trí, bằng suy nghĩ của mình thôi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm á. Nhắm mắt lại. 1 2
3. Có bấm không vậy? Được có. Bấm rồi sao nó không xong vậy? Ủa vậy bên này sao bấm không vô vậy? Được bên này. À. Có bấm không vậy? Có chị. Có hả? Dạ. Sao nó không cháy đèn? Do điện. Do điện? Dạ. Chắc bị chập điện quá. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi tìm hiểu nhau. Và chị Tường sẽ hy vọng rằng hai bạn sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn, để có thể sớm đưa ra quyết định về chung một nhà.